Sáng ngày 29 tháng 4 tại trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện, quận Đoàn tổ chức hội nghị tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tham gia buổi tuyên truyền có gần 100 đại biểu là cán bộ cơ quan quận đoàn, ủy viên ban chấp hành quận đoàn, bí thư và phó bí thư các cơ sở đoàn trực thuộc, bí thư chi đoàn các tổ dân phố, bí thư chi đoàn giáo viên các trường học, giáo viên tổng phụ trách các liên đội, bí thư các chi đoàn, lớp trưởng các lớp khối trường trung học phổ thông trên địa bàn quận. Hội nghị được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp thành phố tuyên truyền về vị trí, vai trò, chức năng của Quốc hội, Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước, luật tổ chức Quốc hội và luật tổ chức chính quyền địa phương, những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, quyền và trách nhiệm công dân của bản thân khi tham gia giới thiệu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản liên quan đến bầu cử. Hội nghị đã cung cấp cho cán bộ đoàn viên thanh niên quận những thông tin quan trọng liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Qua đó, mỗi cán bộ đoàn viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về cuộc bầu cử, đồng thời tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, lựa chọn những người đủ đức đủ tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân.